Vâng, em Dương xin kính chào các bác. Ở trong dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta có rất là nhiều căn đang có nhu cầu bán. Nhưng mà để tìm được những cái căn mà có view nhìn ra công viên rồi sân chơi thể thao, bể bơi như thế như vậy có nhu cầu bán thì rất là ít các bác ạ. Bên em thì chuyên làm cho thuê và chuyển nhượng tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm nên đã được rất là nhiều các anh chị tin tưởng và ủy quyền cho bên em đứng ra để tìm kiếm khách hàng, ghép khách cho quý chủ nhà. Đấy, ví dụ chẳng hạn như những căn shop house của Sao Biển 01, 70m, 5 tầng, hướng Đông Nam các bác nhé, hướng Đông Nam, và có tầm tài chính sẽ rẻ hơn thị trường tầm độ khoảng 1 đến 2 tỷ các bác ạ. Thị trường đang chào tầm độ khoảng 14 đến 15 tỷ những căn mà sau như này, nhưng bên em giá sẽ rẻ hơn từ 1 đến 2 tỷ dành cho khách hàng khi mua qua các ngôi nhà này bên em tư vấn và giới thiệu. Còn ví dụ chẳng hạn như những cặp mà shop house của Sao Biển 23, thị trường đang chào bán loanh quanh từ 26 đến 30 tỷ. Nhưng bên em có những cặp đã hoàn thiện và đang cho thuê rất là tốt với mức giá bán chỉ là 23 tỷ rưỡi thôi các bác ạ. Giá rất tốt, 23 tỷ rưỡi cho một cặp Sao Biển 23 đã hoàn thiện và đang cho thuê. Và những cái căn liền kề như thế này, bên em đang có những căn giá nó rơi vào khoảng 12 tỷ rưỡi thôi các bác ạ, rất rẻ. Các bác có nhu cầu muốn tìm hiểu và nhận cái sự tư vấn chuyên sâu thì hãy liên hệ với em Dương. Em Dương rất hân hạnh được phục vụ các bác và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.